Xin chào các bạn nha. Sau đây mình xin chia sẻ những trường hợp cá biệt nào ở Bình Dương được phép tách thửa đất. Hộ gia đình cá nhân thuộc trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đất nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu quy định chỉ được xem xét và giải quyết một lần. Ủy ban nhân dân thành phố tỉnh Bình Dương vừa ban hành quyết định số 28 ngày 3 tháng 12 2019 về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại quyết định 25 số 25/2017 quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn. Quy định số 28 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương sửa đổi bổ sung tại 3 điều của quy định số 25 có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12/2019 nha các bạn. Cụ thể đó là thứ nhất, đối với thửa đất có nhiều loại đất thì việc xem xét tách thửa đất chỉ áp dụng cho một loại đất nếu đủ điều kiện nha các bạn. Sau khi trừ phần diện tích thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định. Thứ hai là trường hợp tách thửa đất là đất ở, đất nông nghiệp theo quy định sử dụng đất, là đất ở, đất phi nông nghiệp giao Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ban hành. Các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đất nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu và quy định tách thửa tại quyết định này sẽ giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập hội đồng tư vấn để xem xét giải quyết tách thửa một lần cho hộ gia đình cá nhân với các điều kiện như sau. Thứ nhất, đối với đất ở, diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách là 36 m², nếu tiếp giáp đường lộ giới nhỏ hơn 20 m nha các bạn. Còn thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 45 m², nếu tiếp giáp lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m. Với đất tái định cư, dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết trước ngày 10 tháng 10 năm 2017. Thửa đất tách ra có bề rộng tối thiểu bằng bề rộng ô nhỏ nhất trong lô đất đề nghị tách theo quy định chi tiết được duyệt nhé các bạn. Đối với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa tại các phường là 100 m², thị trấn là 200 m² và thị xã là 300 m². Trường hợp quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp phải đảm bảo thửa đất sau khi tách thửa phải tiếp giáp với đường giao thông do nhà nước quản lý. Kích thước về bề rộng và chiều sâu thửa đất được tách với đất ở và đất nông nghiệp sẽ do hội đồng tư vấn xem xét cho phù hợp tình hình thực tế địa phương nhưng phải đảm bảo mỹ quan đô thị, cấp phép xây dựng không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và thực hiện dự án. Đó là tất cả những gì mình được biết các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nha để nhận những thông tin mới nhất nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.